Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua đảo. Đi, mình đi ra đảo. Đảo đảo đấy. Ở đâu kia? Hai ông chưa này. Đây, chỗ góc này này. Đi ra kia chờ tôi. Bao giờ kia bao giờ về đấy? Chưa qua chưa mới về về luôn à? Rất đẹp nhá. Mai đi. Nhìn cả đống bướm. Đống bím. Cả đống bím à? Nó là tên đẹp đấy. Đất đất đỏ. Cái chè cổ chết này. Chè cổ. Tận đâu? Cây mới nó như khu này thôi, tóm lại là sợ bẩn là được rồi. Hôm nào có fry cam bay. Cái chè cổ này chết à? Phí nhỉ? Đi à, tới thôi để làm trang trí đây luôn. Ờ, quảng mang về rồi xuôi. Quảng lên mà gắn lan không? Không. Hay... tới đây mang về dưới trường nông nghiệp. Quên. Gắn gắn lan. Gắn lan mới làm phông nền ở dưới cái trường chỗ địa điểm đấy để làm tông nền. Nó phải có những cái gì đó ấy. Cái này bán ra 7 triệu rưỡi 2 triệu. Cái khúc rất là đẹp. Đẹp. Bán nó bán nghệ thuật chứ không phải bán nghe củi đâu. Đang ngó cái vườn cây địa của mai ở trên cửa. Căng lại cái lưới. Cái này chưa mua thì là mình cái đất này ấy, là nó có khoảng hơn 2 héc à, khoảng gần 4 héc. Là mua từ năm 2003. Nó cũng vui này. Bảy rộng ra thêm này. Mới đây à, mới ra ngoài đây đấy, cái bên khu bên kia kìa. Mà anh em ngủ á. À, riêng cái đảo bên đấy là 7 tỷ. 7 tỷ. Sạt lở kìa. Hả? Bên kia đấy kìa của nhà nước. Hết cả họ chứ là bán. Nhà nước à? Bên này sao? Ngày xưa là cái vị là cái đồi chọc đấy. Cháy các kiểu nào đi, 10 năm nay nó lại kín rồi đấy. Cây này là cây mới. Nó cháy gần như hết, còn mấy cái cây to này trở lại. Thế cơ? Còn đâu, tự nhiên nó lại mọc cây nhỉ. Khí hậu nó tốt thế này mà mọc nhanh. Kể chỗ này cũng có bàn tay người chăm sóc, 3 năm sau thì chỗ này nó khác cái rừng. Cây đã trồng sẵn, đất tốt, rồi sơ. Cái chỗ này là vách nhỉ, nó hùm rồi. Đấy, mình yên tâm nhảy xuống là cũng không vấn đề gì đâu. Thử cái. Đất đỏ nhỉ? Nó vẫn đất thịt phải chứ? Nó là đất thịt, đất đỏ đâu mà đất đỏ. Đất này nó chặt là đúng rồi. Đấy, một miếng gỗ, à miếng đá nguyên khối nhỉ. Đây, chỗ to của trong này là lớn. Chuồng lợn à? Sẽ triển khai nhé.
Thảo điện thảo dưới là rất mát. Gọi bức điện là sinh học, điện sinh học. Rõ nó có e. Đã có mấy con. Nó lợi dưỡng. Đây chỗ này là sẽ là khu làm rượu. Tức là nấu rượu. Và những cái phụ phẩm là alo lợn luôn đây. Kho này là làm rượu. Kho chứa rượu dưới bên kia. Đây. Đấy, tất cả những cái thùng kia là cái cắm cò muốn có nói chuyện không mua thanh lý. Tức là mỗi một năm bạn của bà Thảo là vét kho một lần. Tức là quét kho, tức là cái rơi ở trong cái nhà máy cắm cò ấy, quét một lần. Mỗi lần quét được khoảng 5 đến 7 tấn, 10 tấn gì đó. Không có nhiều. Thì là ông bà mua về để làm phân. Siêu tốt, siêu sinh học như này. Tốt. Ở đây củi của những cái gì làm lại còn lại. Chứ cũng chưa phải là đi mua củi rồi. Ở đây còn vườn lan liệu của tôi. Nhìn cái, tôi nhìn cái ấy mà không tưới, không cháy hết. Đó là cái gì? Cháy nó. Lên hết xanh không? Được chưa? Đây, đây là địa. Làm một lần đấy, trộn vào với nhau, tổ hợp của những loại thần cầm vào một cái mùn cưa, à mùn ấy kìa, làm giá thể được, mùn được ngô. Ờ đấy, ngô trong này này. Với cả có phải khấn chấp, tổ hợp của những loại thần cầm. Mới được có 2 tháng từ hôm tôi lên đây, chưa được 2 tháng. Cái củ không tách à? Không, mẹ tách ra thì lại chờ còn đầu lâu mới được như thế này. Củ này, cái mầm này cho lên một mầm nữa, và từ những mầm sau nó phải vặt bỏ để cho nó dồn vào nuôi hoa thì nó mới có hoa. Công nghệ của Mỹ Hảo dạy thế. Nó bảo mày tin hay không thì tùy, người ta toàn làm thế. Bọn côn mình mà có nghe không, có tin không? Đương nhiên vẫn phải tin thôi chứ. Mua của nó bảo thế mà không tin chết à. Xanh không? Đẹp. Bụng hoa khiếp nha. Có mua 200 gốc nên trồng. Lên quanh mấy trăm gốc. 300 gốc.
mẹ lanh quanh mấy chục triệu vứt đây, mấy của nợ này lanh quanh cứ để tồn đọng thế, đồ vào trong buôn la lại ở trường biết đâu. Phía này thì đang tăng gia trồng ngô đấy. Trong khi chờ đợi mận thì tôi đi ra bản một tí. Chờ mận thôi là xong đúng không? Rau này, không thể phân. Không thuốc, để tưới. Không biết ạ. Cái hoa hồng đẹp quá không ạ? Phải nói là quá đẹp. Thu bóng tán vào nó dày dằm ghê. Đây, cái hồng. Ừ. Tức là cái hồng ở dưới mình kia nó nhìn. À, nhìn hoa nó nét, nét đến mức là những cái đường vân nhỏ nhất mình nhìn thấy. Cánh nào ra cánh. Cái này anh Kiên là vẫn là lên ý tưởng để chờ hồng ấy xong là hái để ướp chè. Hồng trà. Ừ, hồng trà. Ướp ấy. Sao khô hả? Mẹ khoản trà bố lọ mọ thôi rồi. Tiêu chịu khó mày mò đấy. Lọ mọ. Lọ mọ thì khỏi phải nói. Riêng mà cứ nói đến trà là bố thì... Cài lên tay đi xem. Cài để nó sức. Để vặt hết gai không nó sức cho vỡ môi. Vợ ơi nó hỏi ra gì nó khóc. Đấy dâu tây đây. Đợt này lên hơi ấy, thôi để hôm tới tổ chức sự kiện hội lan như này thì đấy, anh em đi chơi cả dâu tây nó chiếc quanh đây. Thì đây toàn những anh em, mỗi anh em có một vài hết trồng dâu tây không có nhiều. Thôi để tới, thời gian nó dài hơn. Bên này nó cũng như quả núi bên kia. Ừ. Nó chỉ có điều được không, nó không như được. Thấp hơn. Bên này là thấp hơn. như là ơi. Ôi, dưới này là 100 mét. Đấy, hôm qua mình đứng. Mưa bão thì mẹ sạt lở không nào đấy. Mình đứng đợi đấy. Nhìn đứng số hoảng luôn. Gãy. Lấy sao ấy, lấy sao ấy. Bây giờ chảy được 2 quả rồi, ok. Đây là nhiều lắm, ra đây để. Nhiều đào. Để cho tiêu nó sự tự xử. Mời cả nhà ăn đào. Đấy, đào này. Hoa quả tiên. Anh kia mà để ướp trà, chả biết ướp đâu, ăn mẹ hết đi. Ngọt. Đi ra đây ngồi nó chịu mắt đi. Ông đang chờ. Ông nhìn cái cây không mẹ? Lá nó đừng mỡ nha. Bóng rồi. Đấy, mình làm cái cảnh ông hay để ý, đúng không? Ừ. Mỡ lá. Cái đấy nó phải công nghệ nhiều phân, nhiều thuốc thì mới được như thế không nhỉ? Đây là công nghệ trả con khỉ mẹ. Cứ trèo đi, cho ra chỗ nhà sàn. Sợ lạc à? Đấm nhấp các cái này. Rồi, tới hội lan rồi, nhiều chỗ mà. Ví dụ. Chuẩn bị tinh thần của người trên này, chuẩn bị người mẹ lên nữa thứ mẹ cũng nhiều lắm. Có chỗ nhiều nghìn người ở bạn này. Đợt trước đã cả nghìn đúng không? Giờ này phải hơn. Nhưng mà hội lan là lần đầu tiên gọi là
tổ chức đây. Là sẽ làm cái việc này. Kéo mọi làm đây đây. Làm nhá. Ok, cảm ơn cả nhà. Đến đây rồi, có cái nhà sàn rồi.